Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vanessa Dương, là CEO của Night Craft Beauty Spa tại 137 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và tôi đã có kinh nghiệm trong 8 năm tại lĩnh vực làm đẹp. Tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của trường University of Technology Sydney. Ngày hôm nay thì Vanessa rất là vui khi có thể được đón cô Olivia là đại diện của nhãn hàng Revision, một nhãn hàng mà sắp tới sẽ hợp tác cùng với Night Craft. Hi Olivia, how are you? I'm great, Vanessa. Thank you for having me here. Yes, nice to see you. So can you tell the audiences something about Revision? Yes, well, I'm Olivia. I'm from the Revision Skincare, and I've been here for 6 years with the company. I'm the Senior International Education Manager. And about Revision, we are a US-based brand that's centered around anti-aging. And one of our missions with our products is that every patient will see an outcome and a benefit to the skin. So I think in a world of expectations and promise, you know, we deliver true visible results. Yes. With clinical data and science. Thời gian vừa qua thì Vanessa cũng đã trải nghiệm một số những cái sản phẩm key của Revision. Và hôm nay thực sự là Vanessa rất là vui khi mà có thể ở đây đồng hành cùng với cô Olivia để chia sẻ với mọi người về những hình ảnh trước và sau của khách hàng cũng như là của chính Vanessa khi mà trải nghiệm những sản phẩm của Revision. Bây giờ thì Vanessa đang rất là háo hức để có thể chia sẻ với mọi người về giveaway của Revision và Night Craft. Đó chính là hai bạn may mắn cũng như là trả lời nhanh nhất câu hỏi yếu tố cốt lõi trong việc trẻ hóa da là gì thì sẽ nhận được một tuýp night cream. Và đây cũng là một sản phẩm mà Vanessa rất là yêu thích. Thời gian diễn ra giveaway sẽ từ ngày 17 tháng 3 cho đến ngày 26 tháng 3. Mọi người ơi, đừng bỏ lỡ giveaway này nhá. Olivia, are you excited to see the spa? I am so excited, so thank you. I can't wait to get started. Okay, let's go. So Vanessa, thank you for taking me through your beautiful clinic. The five different floors offer so much of wellness from head to toe for your patients. With your expert time with Vietnamese skin, what insights can you tell me in your experiences? What are you finding with the Vietnamese skin? Yes, thanks for the question. Thì thực sự mình là một minh chứng sống cho việc là tất cả các công nghệ trẻ hóa da tại Night Craft thì Vanessa đều đã làm rồi. Gần đây thì Vanessa cũng có làm công nghệ Thermage FLX. Thì bây giờ thì mình sẽ đưa iPad để mọi người có thể xem trước và sau thì sẽ như thế nào nhé. Mọi người có thể thấy đây là tình trạng da của mình sau khi làm Thermage FLX được nửa bên mặt. Thì những cái rãnh nhăn là giảm đi này, lỗ chân lông thu nhỏ, đường viền hàm của mình thì cũng trở nên thon gọn hơn rất là nhiều. Thực sự là sau khi làm những công nghệ cao như thế này thì Vanessa rất là suy nghĩ về việc là làm thế nào mà mình có thể có những cái sản phẩm để mình duy trì và mình kéo dài hiệu quả trẻ hóa này, chống lão hóa và mờ nhăn của những công nghệ này. Bản thân mình thì là một người mà mình tự đánh giá là rất chịu khó chăm sóc da nhá. Giống như những sản phẩm dùng tại nhà thì mình cũng bổ sung rất là đầy đủ từ retinol này, rồi là tế bào gốc HA, hay kể cả mỗi ngày thì mình đều sắp xếp lịch tập gym riêng với cả PT. Đấy. Tuy nhiên thì mình cũng thấy là cái việc trẻ hóa da đa chiều và chống lão hóa rất là quan trọng. Thực sự là Vanessa rất là vui khi là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam được trải nghiệm những sản phẩm của Revision. So Vanessa, I know that you are one of the very first early adopters to try and experience Revision here in Vietnam. Yes. And you're also one of the top clinics in Hanoi. I can tell and see why after coming to this clinic. I can't tell you enough how much this is great to be able to have your insights. Yes. So I'm curious, what made you bring Revision to try? And what were your findings of favorite products to combine in your practice? What are those insights from you? So I'm going to share with you the result of my clients after doing Thermage FLX and then combine the night cream and the Revox Relaxer. You can see the appearance of the skin is brighter. Yes. And the wrinkle reduces, even the eye. Yeah. She looks much more refreshed. Yes. And just in the eye areas and the radiance, overall the clarity. Yes. I could really see such a difference with that protocol. She loves the product. How many months? One treatment? After 1 month. Only 1 month. Yes. So fast acting and very healthy, even skin. Yes. Look very natural. Looks great. So all the treatments that you've shared with me, these are fantastic results. Yes. And for your patients and clients to really understand,
you know, what they are in terms of what they can do for them to see if it's right for them. They come obviously to you with a consultation. Yes. But some highlights, you know, for those that are listening out there, the DEJ Night Face Cream. This is such a valuable product in terms of performance. Mm-hmm. So it has many solutions and it also provides the true visible results, just like your pictures. Key things about this that's so different is this targets the dermal epidermal junction. That's why it's called DEJ. Yes. What does that mean to your clients? Is it's the part that connects the epidermis and the dermis. Yes. So this critical part is the aging. What we see, the lines and wrinkles are starting from a breakdown. Yes. And this is protecting and rebuilding those rare proteins. Yes. And it also has a combination of retinol and bakuchiol, which is unique because bakuchiol helps to amplify the effects of retinol but decrease the redness. So have you had a lot of patients that maybe are getting red and flaky or irritated from retinols? Yes, a lot. We have many that are able to tolerate this with amplified benefits because of the way the combination of these ingredients working together. Yes. So, and lastly, it's a moisturizer. So it's like getting a combination of a few products in one. It moisturizes, it repairs the barrier, anti-aging for lines and wrinkles, the pre and postbiotics, and then of course the retinol bakuchiol. So this is such a hero product for us as well. Yes, I know. And the customer will love it. Yes, and it sounds like you've already seen great success in it as well. Yes. So this is one we would recommend. The other one would be the Revox Line Relaxer, and this can be combined but also used separate. So for injections, if any of your patients and clients are utilizing injections, this is not replacing injections, but it's a complement. Mm. So sometimes injections for, say, toxin, it's very difficult to do underneath the eye, right? No. But this could go underneath the eye. So they complement where toxins cannot. Mm. It also could go for pores. So if you have patients looking to refine pores, many benefits from the retinol and bakuchiol, but when you attach the Revox Line Relaxer, it's clinically proven to reduce pore size and texture. Yes. So I love that individually they are very powerful, but even better to combine together. Yes. You can mix all of these textures together to cocktail. Yes. So you have now an emulsion, a lotion, and a hydrator. Go ahead and mix together. Wow. You can apply. Go ahead and just work it, and then even back of the hand, so you can apply all at one time. A little goes a long ways, but it's lightweight. Yes, it's lightweight. And none of the ingredients are diluted or compromised. Yes. All of them enhanced, so it's very, very lightweight. Của chúng ta đã đến hồi kết thúc rồi. Và một lần nữa thì Vanessa nhắc lại để không ai bỏ lỡ cái cơ hội để mình có thể nhận được một tuyếp night cream, và sẽ chỉ dành cho hai bạn may mắn nhất trả lời đúng câu hỏi yếu tố nào là cốt lõi trong việc trẻ hóa da. Giveaway này sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 3 cho đến hết ngày 26 tháng 3, nên là mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Olivia, it's the end of our... Thank you for your time, and I hope you have a wonderful time in Vietnam. Thank you, and thank you for having me. This was such a joy and honor to not only meet you, but be with you here in your practice. So thank you. Và lời cuối cùng thì Vanessa cũng muốn gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự thành công của Revision tại Việt Nam. Bởi vì mặc dù đây là một thương hiệu đã rất là lâu năm ở Mỹ rồi, nhưng mà rất là mới tại Việt Nam. Và Vanessa tin rằng tất cả mọi người khi trải nghiệm những sản phẩm của Revision thì cũng sẽ cảm giác yêu thích giống như là Vanessa vậy. Chào tạm biệt mọi người.